thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Nghị quyết chia ra làm 4 nhóm được miễn giảm. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm nay đối với trường hợp người nộp thuế có doanh thu trong năm nay không quá 200 tỷ đồng và bị sụt giảm. Đồng thời miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và quý 4 năm nay đối với hộ cá nhân sản xuất kinh doanh tại các địa bàn, cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19, ngoại trừ một số dịch vụ như phần mềm, nội dung số. Nhóm thứ 3, giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2021 với nhiều lĩnh vực như dịch vụ vận tải, lưu trú, dịch vụ ăn uống, du lịch, vui chơi giải trí. Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, doanh nghiệp sẽ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm tính thuế. Cuối cùng, các doanh nghiệp tổ chức bị thua lỗ trong năm ngoái sẽ được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Thưa quý vị, cách đây 2 năm, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tập trung mạnh tại khu vực miền Trung và các tỉnh phía Nam. Đáng chú ý là theo thống kê của các sàn giao dịch thì 70% khách hàng lại là các nhà đầu tư đến từ phía Bắc, đặc biệt là từ Hà Nội. Thế nhưng thời gian gần đây thì thị trường lại chứng kiến sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng vào một số tỉnh ở phía Bắc như là Quảng Ninh, Thanh Hóa, dần hình thành xu hướng du lịch tại chỗ, staycation. Du lịch tại chỗ staycation là những chuyến du lịch ngay tại địa phương hoặc các nơi lân cận, chỉ mất ít thời gian để di chuyển. Theo công ty JLL, sau nhiều tháng đóng băng vì dịch bệnh, di chuyển qua biên giới bị hạn chế, thì hình thức du lịch tại chỗ ngày càng phát triển và trở thành trào lưu không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Cả gia đình thì cũng đã ở trong nhà khá là lâu theo chỉ thị của thành phố. Thành ra để mà đi du lịch được thì rất là khó và nhu cầu du lịch của gia đình tôi cũng như gia đình khác thì có lẽ là sẽ rất lớn. Thì tôi đã cân nhắc cái dự án gần hơn và cách Hà Nội khoảng 2 tiếng đi xe. Tỷ lệ tiêm vaccine cũng đã ở cái ngưỡng tương đối là tốt ở các cái thành phố lớn. Bất động sản nghỉ dưỡng sẽ phục hồi ở những cái địa điểm mà khách du lịch có thể tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Có thể là những cái điểm nghỉ dưỡng cuối tuần ở gần các cái thành phố lớn. Các đơn vị theo dõi thị trường cũng nhận định du lịch nghỉ dưỡng miền Bắc đã có sự lột xác thời gian qua để thu hút cả khách du lịch và nhà đầu tư. Thay vì chỉ khai thác du lịch vào mùa hè, hiện đã có nhiều điểm đến ngay cả trong mùa đông. Như tại Quảng Ninh, các dịch vụ như tắm khoáng nóng onsen, khu vui chơi giải trí đã hình thành. Gần đây, dự án Sun Marina Town liên kề vịnh du thuyền quốc tế tại Hạ Long cũng đang được triển khai, sẽ góp thêm trung tâm thương mại, dịch vụ giải trí mới. Song sản phẩm căn hộ The Platinum tại dự án vừa được đưa ra thị trường. Không phải là những cái tác động của dịch COVID đã ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng, thói quen mua bất động sản của người dân khu vực phía Bắc, mà thực chất đây chính là trào lưu của thị trường. Chẳng qua là vì có dịch COVID thì khiến cho trào lưu này đến sớm hơn và mọi người cảm nhận rõ hơn cái sự thay đổi trong cái cách chọn bất động sản. Họ có thể đi chủ động làm sao để thứ sáu hết thúc công việc là gia đình có thể lên ô tô để tận hưởng kỳ nghỉ và trở về vào chiều chủ nhật để thứ hai lại bắt đầu một công việc rồi. Khách hàng sau một cái thời gian họ có độ nén để có nhiều cái thời gian hơn tìm kiếm về các cái cơ hội đầu tư thì chúng tôi nhìn nhận là thị trường bất động sản Quảng Ninh, nhất là Hạ Long thì đều đang có cái cơ hội rất là tốt để đón một cái làn sóng trở lại mới. Các chuyên gia đánh giá từ nay tới cuối năm, du lịch tại chỗ staycation với các địa điểm gần Hà Nội sẽ là xu hướng nổi bật nhất. Đây cũng là động lực thúc đẩy các dự án bất động sản tiềm năng thu hút khách hàng.